Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ ta ôn tập cái chương số 7 nha các em. Câu đầu tiên nè, đặc điểm nào sau đây nói về nhiệt luyện là sai? À, sai nha mấy em. À, kim loại ở trạng thái lỏng, à, kim loại ở dạng lỏng. À, nhiệt luyện kim loại ở trạng thái lỏng là không đúng nè. Tại vì sao? Ví dụ như khi nào mình cần nhiệt luyện, ví dụ như mình gia công chi tiết mình xong ha, ví dụ mình gia công cái bánh răng xong nè, hoặc cái trục xong nè, đó mình cần nhiệt luyện để tăng độ cứng lên, để đem đi bán, đem đi sử dụng đó. Đó mà mình nung kim loại mình ở trạng thái lỏng, coi như chải lỏng anh nữa là coi như chi tiết mình gia công đã đời nó hư luôn rồi. Bây giờ luôn ở trạng thái rắn đúng nè, kim loại ở dạng dẻo nè. Như vậy câu A là sai nè nha. Tiến hành đun nóng thép giữ nhiệt rồi làm nguội cùng với lò. À, nguội cùng với lò chính là ủ nha mấy em. Cái này thì đã học trong lý thuyết rất là nhiều rồi. À, nguội cùng với lò là ủ. Tiến hành nung nóng thép giữ nhiệt rồi làm nguội nhanh. À, mấy câu này dễ mấy em. Nguội nhanh chính là tôi ha. À, ủ thì sao à? Nhắc lại luôn một chút nè. Ủ thì thông thường á, mình nung nóng thép giữ nhiệt rồi mình làm nguội chậm cùng với lò, thì thường á, là nó sẽ làm giảm cái độ cứng ha. Ví dụ như là thép mình nó cứng quá, mình không thể khoan, không thể tiện đồ được á nha. Cho nên là thường mình ủ ha, cho nó mềm xuống một tí đó, để mình dễ tiện dễ khoan đó. Dù thép mình nó bị biến cứng chẳng hạn, mình khoan ha, nó không có vô được, nó hư mũi khoan hết, mình tiện nó hư dao tiện hết, nó cứng đó. Mình sẽ ủ là cho nó mềm lại đó. Cho nên và thường ủ là người ta gọi là phương pháp nhiệt luyện sơ bộ ha. Nhiệt luyện sơ bộ tức là để chuẩn bị để gia công các cái bước gia công tiếp theo á, nó làm mềm hơn tí để dễ gia công tiếp theo. Rồi tiến hành nung thép và giữ nhiệt khi làm và làm nguội nhanh á, thì chính là tôi ha. Tôi thì mình đã học rồi. Tôi là mục đích nó ngược lại với ủ, là nó sẽ tăng độ cứng. Mà muốn tăng độ cứng thì mình phải làm nguội nhanh. Thường là người ta sẽ nhúng vô nước nha. À, ở đây ôn tập một chút nữa nè. Ví dụ nói tới cái chỗ tôi một chút thì có rất là nhiều kiểu tôi nha mấy em ha. Ví dụ như tôi trong một môi trường, tôi đầu tiên là tôi thể tích, rồi tôi bộ phận, rồi hoặc là tôi trong một môi trường, ví dụ đường số 1 nè, rồi tôi trong hai môi trường ở đường V2 nè, tôi đẳng nhiệt nè, và tôi phân cấp nè, đường V4 nè. Đó, thì mỗi kiểu tôi nó có những cái ưu nhược điểm khác nhau, và mình cũng đã học ở trong cái phần lý thuyết rồi. Tôi trong một môi trường này nè, tức là đường V1 nè, cái đặc điểm của nó là gì? Rất là dễ làm, tại vì nó có một môi trường, mình nhúng vô một môi trường nào đó ha, cái là xong, rất là dễ. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là gì? Nó nguội nhanh quá dẫn đến là gì? Dễ bị cong vênh. Đó, dễ bị cong vênh này. Cho nên thường để gia công, thường để nhiệt luyện những chi tiết mà gọi là đơn giản thôi. Đơn giản mà. Còn tôi trong hai môi trường này nó hạn chế được cái việc cong vênh, do ban đầu á người ta sẽ nhúng vào môi trường thứ nhất nè. Môi trường thứ nhất thường là nó sẽ tốc độ nguội nhanh hơn, rồi sau đó người ta gần tới điểm A người ta nhấc lên, ta nhúng vào môi trường thứ hai mấy em. Đó thì làm như vậy thì dẫn đến là gì? Cái môi trường sau á nó nguội chậm hơn một chút, thì nó đỡ bị nứt, đỡ bị nứt chi tiết mình, đỡ bị cong vênh. Đó, còn cái V3 này nè, cái đường V3 này người ta gọi là tôi phân cấp nha. Đây tôi phân cấp đường V3 nè. Đó, thì nó có cái đường ngang BC này nè. Thì chính vì cái đường ngang BC này nó giúp cho mình xác định ha, nhiệt độ dễ. Như tôi hai môi trường này mình rất là khó xác định cái điểm A này. Thấy chưa? Còn tôi phân cấp này thì có đường ngang BC này ha, đường giữ đẳng nhiệt BC này, nó giúp cho mình dễ xác định được cái nhiệt độ cái đường ngang này. Đó, còn cái thằng V4 em là tôi đẳng nhiệt. À, thằng V4 V3 này nó na ná nhau. Đó, nhưng mà nó sẽ gì? Cái đoạn giữ nhiệt của thằng V4 này nó dài hơn rất là nhiều ha. Đó. Đó là nhắc sơ lại. Rồi. Tiến hành nung thép đã tôi giữ nhiệt rồi làm nguội. Mấy em lưu ý ở đây có cái từ thép đã tôi nè. Đó, là phương pháp gì? Chính là ram nha mấy em, ram thép. Tại vì sao? Thép mình á, mình đã tôi rồi á thì nó cứng ha. Nó cứng thì nó có cái hay nhưng mà nó cũng có cái dở nha.
Cái hay là gì, nó cứng đúng không, nó lâu mòn, nhưng mà cái dở là gì, cứng quá nó dễ bị nứt, nứt hoặc nó giòn quá, khi mà nó chịu va đập nó sẽ dễ bị gãy, bị nứt. Thì người ta thường người ta sẽ lấy thép đã tôi, người ta ram ram tức là người ta đun sơ lại mấy em, nung nung sơ lại đó, thì nó sẽ dịu hơn, độ cứng nó sẽ giảm bớt lại một tí đó, nó dịu hơn, và lúc đó thì nó có thể chịu được va đập được tốt hơn. Đó chính là ram, ram hoặc là gọi là ram thép mấy nha, và cái từ khóa chính là thép đã tôi nè. Rồi nhiệt độ ủ hoàn toàn là trong quá trình học á, mình có nhiều loại ủ ha, thì đây nhắc lý thuyết lại chút nè, mình đi cái phần ủ nè, này nè em. Thì trong cái quá trình mình học ủ á, nó có thường nó có hai loại, đó là hai loại chính nha, đó là ủ có chuyển biến pha và ủ không có chuyển biến pha. Ủ có chuyển biến pha nghĩa là sao đây, khi mình nung cái nhiệt độ mà lớn hơn đường A1 này nè mấy em thấy không, dưới này mình nung lên nè, thì nó sẽ có cái sự chuyển biến pha không, ví dụ nè, từ bếp lít này nó sẽ chuyển biến thành austenite này đó, gọi là ủ có chuyển biến pha. Còn nếu như mà mình nung nhiệt độ chưa vượt quá đường A1 mấy em, chưa được qua quá đường BSK đây nè, ở dưới nằm còn khúc khúc dưới đây đó, thì chưa có sự chuyển biến pha ha, cho nên người ta gọi là ủ không có chuyển biến pha. Đây cái mục này bây giờ đây, trong cái ủ có chuyển biến pha tức là mình nung nung cao lên mấy em ha, nung cao hơn A1 này nè đó, thì khi mình nung cao lên A1 này nó xảy ra hai trường hợp mấy em. Một á là mình ví dụ bên đây nha, ví dụ bên tay phải nè, tức là thép sau cùng tích nè, mình nung lên A1 mà dưới đường SE, dưới đường AM đó, ở cái vùng này nè đó, thì nó có chuyển biến pha nhưng mà nó không gọi là hoàn toàn austenite, nên người ta gọi là ủ không hoàn toàn. Còn nếu như mình nung vượt quá đường SE này luôn lên trên này đó, thì nó gọi là cái vùng trên đây là vùng hoàn toàn austenite, cho nên người ta gọi là ủ hoàn toàn đó. Và nhiệt độ ủ hoàn toàn là gì, đó là đường A3 nè đó, hoặc là đường AM nè cộng thêm 20 đến 30 độ đó. Nhưng lưu ý là gì, đối với thép á, thì ủ hoàn toàn người ta thường sử dụng cho thép trước cùng tích nè, thép trước cùng tích nè đó, thì cho nên là gì, thường là người ta đun trên đường A3, cho nên nhiệt độ là đường A3 cộng cho khoảng 20 đến 30 độ, là thấy không đó. Lưu ý một cái nhỏ nhỏ nữa, đó là gì, thường ủ hoàn toàn á, thường sử dụng cho thép trước cùng tích đó, cho nên là nó có cái công thức tính nhiệt độ đó, nhiệt độ hoàn toàn đó là đường A3 cộng cho khoảng 20 đến 30 độ C đó. Đây A3 cộng 20 độ C đó, lưu ý nha, ủ hoàn toàn hoặc thường áp dụng cho thép chứ cùng tích. Rồi phương pháp ủ để thép có trạng thái hoàn toàn austenite tức là ủ hoàn toàn đó, đây trời câu đó vừa mới ôn luôn, dính luôn. Ý nghĩa của nhiệt luyện thép, ý nghĩa của nhiệt luyện ủ là gì, là để giảm độ cứng, giảm độ cứng nè, cải thiện cứng cắt gọt nè, tức là nó cứng quá khó cắt gọt, ủ nó mềm lên một tí thì nó dễ cắt gọt, người ta gọi là cải thiện tính cắt gọt, làm mềm thép, đúng luôn. Như vậy câu C nè, tất cả các ý này đều đúng. Các yếu tố đặc trưng cho quá trình nhiệt luyện là gì, thường một quá trình nhiệt luyện nó gồm 3 yếu tố mấy em, 3 yếu tố đặc trưng chính, đây nằm ở khúc đầu nè mấy em. Đây đây các cái thông số nè, một số 3 nha mấy em, các thông số của quá trình nhiệt luyện, thì một quá trình nhiệt luyện thường ta có 3 giai đoạn, nung nóng nè, giữ nhiệt nè, và làm nguội nè, thấy chưa. Và nung nóng á, cái quan trọng là gì, nung tới nhiệt độ bao nhiêu đó, tức là nhiệt độ nung nè, ví dụ mình nung tới 700 độ C, nung tới 900 độ C nó khác à, nung tới 700 độ C nó chưa có chuyển biến pha, thấy chưa, mà nung tới 900 độ C nó có chuyển biến pha đó, nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Cái thứ hai là gì, là thời gian giữ nhiệt, là cái đoạn này mấy em đó, thời gian giữ nhiệt mục đích để làm gì, để làm đồng điều tổ chức rồi đó ha, đồng điều nhiệt độ trong và ngoài đó vân vân. Và cái thông số thứ ba cũng cực kỳ quan trọng, đó là tốc độ nguội mấy em, về nguội nè đó, tốc độ nguội này nó quyết định đến gọi là cái hình thức nhiệt luyện, ví dụ như là thường hóa hoặc là tôi hoặc là ram hoặc là ủ gì đó vân vân ha. Đó như vậy là ta sẽ có ba cái thông số quan trọng, thì ở đây là nhiệt độ nung nè, thời gian giữ nhiệt nè, tốc độ nguội nè, tất cả đều đúng nè, hay nha, câu này dễ đúng không.
Đấy, mình ôn tập sơ vậy thì mình mới thấy dễ được. Câu số 9. Dùng phương pháp ủ để đạt được. Dùng phương pháp ủ để đạt được. Để đạt được gì? Độ cứng thấp, độ dẻo dai cao nhất. Rồi, câu này đúng nè. Tại sao câu B sai? Độ cứng cao. À, ủ thì nó làm mềm mềm thép ra chứ không độ cứng nó sẽ không cao nè, sai chỗ độ cứng cao nè. Độ cứng cao nhất cũng sai luôn. Độ cứng, độ dẻo dai tương đối thấp. Độ cứng với độ dẻo dai mà nó khác nhau nha. Độ cứng nó thấp thì độ dẻo dai thì nó tương đối ha, tương đối cao, hơi cao lên một chút. À, như vậy chỉ có câu A là đúng rồi. Để làm giảm độ cứng của thép ta tiến hành giảm đây nè mấy em, cái từ khóa chính là giảm độ cứng nè, ủ nè đây à. Để làm giảm một phần độ cứng của thép đã tôi đây cái từ khóa chính là thép đã tôi nè, ta tiến hành ram nè. À, ram thì nó giảm một phần thôi mấy em ha, một phần độ cứng và cái từ khóa là thép đã tôi nè. À, cho nên mình chọn ram nha. Đây lúc mình học về ram á, nó có cái định nghĩa nè. Rồi nhắc lại bài cũ nè, ram thì nó có nhiều phương pháp ram ha, khác nhau. Ví dụ này mấy em đã định nghĩa là ram thép là gì, là phương pháp nhiên liệu nung nóng thép đã tôi nè, có tổ chức là martensit và austenit dư nè, lên nhiệt độ thấp hơn A1, giữ nhiệt trong một khoảng thời gian nhất định để chúng phân hóa thành các cái tổ chức mà nó có cơ tính phù hợp với yêu cầu sử dụng. Đó, và nung nóng thép đã tôi nè, để ủ. À, ủ để loại bỏ hoàn toàn ứng sức, ta tiến hành ủ trong nhiệt độ khoảng bao nhiêu? À, này nó liên quan tới cái phần lúc mình học ủ á. Ôn lại bài cũ tiếp nè. Đây mình ghi lại cái phần ủ nào nha. À, đây, ở nằm ở cái mục là ủ không có chuyển biến pha nha. Nếu mình nung nhiệt độ dao động tầm khoảng 450 đến 600 độ C á, thì có tác dụng là khử hoàn toàn ứng sức bên trong nè. Nó thử hoàn toàn sức bên trong chi tiết mình đó. Đầu này 450 này, đến 600 nè, thấy chưa? Còn nếu như mình muốn khử một phần á, khử một phần thì mình nung nhiệt độ nó thấp hơn. Ở trên đây nè mấy em. Nếu mà mình nung khoảng 200 đến 300 thì chỉ có tác dụng giảm một phần ứng sức bên trong thôi. 200 đến khoảng 300. Đây, 200 đến 300 nè, thấy chưa? Đó. Cho nên mấy câu này nếu mà mình học trong cái lý thuyết học kỹ trong lý thuyết đó thì mình mới chọn nó nha, rất là nhanh, rất là dễ. Còn mình không học trong lý thuyết thì khó, cũng khó chọn nha. Vô nó cho mấy cái nhiệt độ này cũng na ná nha. Rồi tiếp theo, trong các thông số đặc trưng cho nhiệt luyện, thông số nào ít quan trọng nhất? À, chính là tốc độ nung mấy em. À, hồi nãy mình nhớ không? Đây quay lại nè. Ta có ba cái thông số quan trọng, đó là nhiệt độ nung nha. Nhiệt độ nung là nung lên nhiệt độ bao nhiêu á, rồi thời gian giữ nhiệt và cái tốc độ làm nguội. À, ở đây em thấy ba cái thông số này nó không có thông số gọi là tốc độ nung. À, thấy chưa? Tốc độ nung là gì? Là mình nung nó lên nhanh hay chậm á. À, thì cái thông số nhiệt độ nung nó quan trọng hơn. Nhiệt độ nung nó quan trọng hơn. Còn tốc độ nung thì không quan trọng bằng. Tốc độ nung á, mình nung nhanh hay nung chậm á, à, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà nó bị nứt hay không. À, đó, còn nhiệt độ nung nó mới quan trọng nè. Ví dụ mình nung nó có chuyển biến pha hay là không có chuyển biến pha đó, à, thì rất là quan trọng. Tốc độ nung nó không quan trọng đâu. Trong các phát biểu về đặc điểm của phương pháp gia công bằng nhiệt luyện, phát biểu nào sau đây là sai ha? Sai nha mấy em. Hình dạng kích thước không thay đổi hoặc thay đổi rất ít ngoài ý muốn. Câu này đúng rồi ha. Nhìn hình dạng kích thước chi tiết mình á. À, ví dụ như cái bánh răng mình gia công xong rồi, mình đem đi nhiệt luyện đúng không? Thì hầu như là khi mình nung hay mình nhiệt luyện mình to đâu thì hầu như kích thước hình dạng nó không thay đổi. Nếu nó thay đổi là nó đã sai, nó đã hư rồi. Nó vẫn có thay đổi đó mấy em. Ví dụ như mình nhiệt luyện không đúng, nó bị cong vênh rồi đó, những cái đó gọi là hư luôn, bị phế phẩm, dục luôn á. Yeah. Cho nên mình phải tìm cách hạn chế những cái đó ha, hạn chế cái sự thay đổi hình dạng và kích thước. Ví dụ như mình phải biết cách nhúng nước, nhúng như thế nào để cho nó không bị cong. Đó. Rồi, không nung nóng tới trạng thái có pha lỏng, luôn ở rắn, đúng rồi. Hồi nãy có cái câu mà nhớ pha lỏng không?
À, nếu mà mình nung mà nó chảy lỏng rồi thì hư chi tiết mình mất tiêu rồi. Nhiệt luyện chỉ áp dụng được cho thép và gang. Câu này sai nè mấy em, lý do là gì? Ngoài thép và gang như mình học nhôm rồi ha, cũng có loại mình cũng có thể dùng nhiệt luyện được ha. Kết quả của nhiệt luyện được đánh giá bằng biến đổi cho chất tế vi và cơ tính, thì câu này cũng đúng rồi. Nhưng mà chỉ có câu C là sai thôi. Trong các mục đích sau của ủ, mục đích nào không đúng? Làm nhỏ hạt đúng không? Đúng nào. Làm giảm độ cứng để dễ gia công đúng không? Đúng luôn. Làm tăng độ dẻo do nó tăng giới hạn đàn hồi. Câu C này mấy em, cái phần đầu là đúng nè. Nó mềm thì nó tăng độ dẻo nè, nhưng mà phía sau thì sai nè. Cái vế đuôi này bị sai nè. Cái giới hạn đàn hồi thường nó tăng khi nào? Khi độ cứng rồi nó tăng đúng. Làm đồng đều thành phần hóa học, đúng luôn. Như vậy chỉ có câu C là sai thôi. Các hình thức nhiệt luyện kết thúc thì ta có hai hình thức nhiệt luyện kết thúc, cái này có học rồi, đó là tôi và ram ha. Còn nhiệt luyện sơ bộ ha, đây nhiệt luyện sơ bộ nè, là ủ và thường hóa. Đó, câu này dễ, hai câu này dễ. Mục đích chính của quá trình ủ, mục đích chính của nó là giảm độ cứng nè, ổn định tổ chức pha nè, chuẩn bị cho nguyên công tiếp theo nè. Đó. Ví dụ tại sao câu A sai đi, tăng độ cứng là thấy sai nè. Tăng độ dẻo dai và đập, tăng độ dẻo dai và đập. Câu câu B này cũng có ý đúng đúng nè em, tăng độ dẻo là có nè, giảm độ cứng tăng độ bền, giảm độ cứng thường độ bền nó sẽ giảm theo. Câu D này sai nè. Như vậy là câu B cũng có ý đúng, nhưng mà câu C nó sẽ đúng nhiều hơn. Các thông số cơ bản của một quá trình nhiệt luyện bao gồm ba cái thông số vừa mới nhắc đó ha, là gì? Nhiệt độ nung, thời gian giữ nhiệt và tốc độ làm nguội. Tốc độ nung, tốc độ làm nguội. Ở đây câu câu D đúng nè, đây câu D nó dư luôn ha, tốc độ nung. Thì chỉ có câu D này thì nó bao hàm đủ thôi nè. Phương pháp nhiệt luyện nào thường tiến hành sau khi tôi? Sau khi tôi là ram, ram đó, ram thép đã tôi đó, để thuận lợi cho gia công cắt gọt sau khi đúc phôi được được ủ lại. Ví dụ sau khi đúc thường nó hay bị biến cứng nè, hay bị biến cứng thì mà nó biến cứng thì sao, thì nó làm cho cái gia công cắt gọt nó khó, nên thường người ta sẽ ủ ủ cho nó mềm một chút nó dễ gia công. Nhiệt độ ủ non hay còn gọi là ủ thấp là khoảng bao nhiêu? Đây cái phần này nó đưa vào cái phần mình đã học nè. Ủ non ủ thấp nè, đây ủ non nè. Đó thì ủ non nó chia làm hai loại ha. Nếu nhiệt độ từ 200 đến 300 nè, là khử được một phần ứng sức bên trong, khử một phần thôi. Còn từ 450 đến 600 là nó khử hoàn toàn. Như vậy là nhiệt độ ủ là từ khoảng 200 đến 600. Đây 200 đến 600 nè, thấy nha. Nhiệt độ ủ không hoàn toàn là ủ không hoàn toàn. Đây. Ủ không hoàn toàn. Đâu rồi? Đây mấy em, ủ không hoàn toàn nè. Ủ không hoàn toàn thì nhắc lại lý thuyết nè, là nó thuộc cái nhánh là ủ có chuyển biến pha mấy em, nó nung lên trên dùng này nè, đó, vô dùng này hoặc là dùng đây đó. Cho nên là nhiệt độ nè, người ta nói là nhiệt độ nè mấy em, thường là nhiệt độ nung nè đó, nó lớn hơn đường A1 nhưng mà nó nhỏ hơn đường A3 hay là AM. Lớn hơn đường này nè, đường A1 nè, nhỏ hơn đường này hoặc là đường AM, tức là đưa vào dùng này hoặc dùng này đó. Mà thông thường á, để dễ thì người ta, em thấy không, lớn lớn hơn đường BSK, đây nè, A1 đó, đường BSK là đường A1 đó, lớn hơn A1 khoảng 20 đến 30 độ nè, thấy chưa, đó là A1 cộng 20 đến 30 độ nè, đó ta gọi là ủ không hoàn toàn. Đây. Ở đâu? Đây chứ. Đây. Đó. Cái này là nhiệt độ ủ hoàn toàn em ha, ủ hoàn toàn là lớn hơn đường A3 nè.
Đó, cái này cũng dễ lắm em, làm lui làm tới vài lần là em nhớ. Bây giờ nhiệt độ của thường hóa là bao nhiêu? À đây, thường hóa thì ôn lại thường hóa một chút mới nhớ. Đây nè em. Thường hóa thầy nói sơ lại thường hóa một chút nha, về mặt định nghĩa thường hóa là gì? Nó cũng gồm ba cái giai đoạn em, nung nóng, giữ nhiệt và làm nguội, nhưng mà nó làm nguội ngoài không 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 khí tĩnh, nó khác với ủ em. Ủ là gì? Nó làm nguội trong cái lò. Đúng không? Nó nung, nó bỏ chi tiết vô lò, nó nung lên và nó tắt cái lò đi và chi tiết để trong lò luôn, nó nguội cùng với cái lò. Thì nguội cùng với lò, ủ nó nguội lâu hơn. Còn thường hóa nó khác ở cái chỗ là gì? Sau khi nung tới nhiệt độ cần thiết rồi, người ta lấy ra, lấy ra chi tiết ra khỏi lò và người ta để ở cái nền xưởng á, anh ta xếp dưới nền xưởng á. Thì nó sẽ nguội trong không khí tĩnh ha, người ta gọi là nguội trong không khí tĩnh nè. Đây nè, để nguội trên nền sân nền xưởng đó. Thì như vậy thì về mặt tốc độ nguội á, nó sẽ nguội nhanh hơn so với ủ một chút, nhanh hơn so với ủ một chút ha. Về cho nên là dẫn đến cái về mặt cơ tính em, thì thường hóa thông thường độ cứng nó cao hơn thằng ủ một chút, cao hơn không nhiều ha, cao hơn chút thôi đó. Rồi và cái nhiệt độ ha, nhiệt độ ủ đây mấy em, nhiệt độ thường hóa đây là thì thường người ta sẽ nung nóng thép đến trạng thái hoàn toàn austenite. Đây nha, thông thường thường hóa là người ta sẽ nung hoàn toàn austenite, mà hoàn toàn austenite đó là nhiệt độ nung mình nó sẽ lớn hơn A3 nè. Nếu phía trước này mấy em, nếu qua thép trước cùng tích nó phải lớn hơn A3 nè, hoặc là lớn hơn AM đó. Bây giờ đây cho mình thấy nè, A3 hoặc là AM nè, cộng thêm phải 20 đến 30 độ nè. Đó, đó là về cái nhiệt độ A3 hoặc AM nè. Bây giờ câu này thì về câu này chính là ủ, câu này chính là ủ không hoàn toàn nè. Thằng này thì thiếu. Thằng này ACM là thép sau cùng tích. Thằng này là thép trước cùng tích. Nhưng mà thằng này là ủ hoàn toàn. Đó. Đó, chỉ có câu này. Mục đích của ủ thấp, mục đích của ủ thấp là giảm khử ứng sức. Có thể khử một phần hoặc là khử hoàn toàn ha, tùy vào nhiệt độ nung. Nếu nung từ 200 đến 300 độ C là khử một phần. Còn nếu nung từ 450 cho đến 600 độ C thì sẽ khử hoàn toàn. Đó, tùy vào nhiệt độ nung. Quá trình nhiệt luyện bao gồm mấy giai đoạn? Thông thường là 3 giai đoạn mấy em ha. Đây, một cái quá trình nhiệt luyện á, là thông thường ha, nó sẽ bao gồm 3 giai đoạn ha. Đây, nung nóng nè, giữ nhiệt và làm nguội ở 3 giai đoạn đó. Và tùy thuộc vào nó nung nóng như thế nào, giữ nhiệt như thế nào và làm nguội nhanh hay chậm á, mà người ta phân chia ra làm nhiều loại hình nhiệt luyện, thường hóa, ủ, tôi, ram này vân vân. Trong các phát biểu sau về tác dụng của nhiệt luyện đối với sản xuất cơ khí, phát biểu nào là sai? Sai à? Cải thiện được tính gia công nghệ làm cho kim loại hợp kim dễ gia công hơn, cái này đúng rồi đúng không? Nó mềm dễ gia công hơn, tạo ra được các tính chất đặc biệt như chịu mài mòn, chịu ăn mòn, tính đàn hồi, đúng luôn. Ví dụ như những loại thép mà nó những cái chi tiết mà nó trượt tương đối với nhau thì thường người ta sẽ tôi ha, để tăng độ cứng lên, nó chịu được mài mòn tốt nè, làm tăng nhiệt độ nóng chảy của hợp kim. Câu này sai nè mấy em đó. Câu này sai nha, làm tăng nhiệt độ nóng chảy của hợp kim. Tại vì sao? Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim nó không phụ thuộc vào cái quá trình mình nhiệt luyện nha. Nó thường nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào các cái hàm lượng các chất ở trong đó, đó. Tăng độ bền độ cứng của hợp kim mà vẫn đảm bảo độ dẻo. Tăng độ bền độ cứng là đúng rồi nè. Rồi. Độ hạt tinh thể lớn để làm nhỏ hạt ta chọn. Đây, nếu mà độ hạt tinh thể lớn thì người ta sẽ chọn thường hóa để làm nhỏ hạt. Thì trong lúc mình học thường hóa nè em, nó có một cái ý đó. Rồi. Đây, làm nhỏ hạt nè để chuẩn bị cho khâu nhiệt luyện kết thúc đó. Rồi. Các phương pháp nung nóng thép lên đến nhiệt độ rất cao, khoảng là 1.100 độ cho đến 1.150 độ, gọi là gì? Chính là phương pháp ủ khuếch tán. Đây nè. Đó, cái này thì mấy em phải ôn tập lại thì mới nhớ được.
ủ khuếch tán này mấy em, đó là phương pháp người ta nung nóng thép lên tới khoảng 1.000 đến 1.500, 1.100 cho đến 1.150 độ C ha, và người ta giữ nhiệt trong nhiều giờ mấy em ha, cũng khá là lâu nữa mấy em, khoảng 10 đến 15 tiếng đồng hồ là đó. Để chi, để nó khuếch tán ha, những cái chất rồi những cái dùng nó nhiều nó sẽ khuếch tán qua những cái dùng nó ít hơn. Đó, thì nó cần nhiều nhiệt độ cao để các cái nguyên tử nó di chuyển đó, và cần thời gian lâu để nó mới di chuyển được ha, di chuyển đủ qua được nha. Đó, thì cái này thì phải có giống như là học thuộc ha. Tiến hành nung nóng thép giữ nhiệt làm nguội trong không khí tĩnh ha, nguội trong không khí tĩnh đây từ khóa này em chính là thường hóa đó. Rồi cho một thanh thép dài 200 mm tiến hành nung nóng, sau đó nhúng một đoạn dài khoảng 100 mm vào nước nguội rồi lấy ra. Quá trình nhiệt luyện như vậy được gọi là tôi tự ram em ha. Cái này là lúc học lý thuyết cũng có nói rồi. Có nghĩa là gì? Người ta nung nóng một thanh thép dài 200 mm rồi sau đó tức là nung nóng toàn bộ cái này ha. Sau đó người ta nhúng một đầu thôi em, nhúng một đầu thôi. Đó thì cái đầu nhúng vô nước đó nó sẽ nguội. Cái đầu kia cái đầu còn lại nó vẫn nóng em, sau đó là cái đầu nguội đó nó được cái đầu nóng truyền nhiệt trở lại, có nghĩa là giống như nó ram trở lại đó, thì cái hiện tượng đó người ta gọi là tôi tự ram. Tôi tự ram thì tôi tự ram này nó có cái hay là gì mấy em, độ cứng nó cũng tốt, độ cứng nó cũng tốt, đồng thời nó giống như nó ram nhẹ trở lại thì cái chịu va đập của nó còn khá là tốt ha, nó ít bị nứt, ít bị mẻ hơn. Rồi, mình dừng ở đây một tí, mấy em giải lao tí đi. Đau họng quá. Minh Thiên phát biểu gì em? Thì em bấm nhầm thôi ơi. À, rồi, ok. Rồi, ta tiếp tục nha mấy em. Ta qua cái câu... Rồi, ta tiếp tục cái câu 33. Phôi thép mà có thành phần carbon nhỏ hơn 0,8, tức là thép trước cùng tích nè em. Nhiệt độ ủ xác định theo công thức nào? À, thép trước cùng tích đó, như nãy mình nói là thường là ủ, thường là ủ hoàn toàn. Đây, ủ hoàn toàn. Đối với thép trước cùng tích, ủ hoàn toàn. Mà ủ hoàn toàn là sao? Là mình phải nung nhiệt độ lên trên A3 nè, cộng 20 đến 30 độ nè. Đó, nhớ nhớ cái mẹo này nha. Thép trước cùng tích. Đây nè, A3 nè, AC3 này đâu đó, đó. Thằng này là ủ không hoàn toàn nè, thằng này cũng là ủ không hoàn toàn luôn đó, thì chia thằng này đúng nè, tức là cái từ khóa là gì, là thép chứa cùng tích ha, thép chứa cùng tích. Rồi với chi tiết có hình dạng phức tạp thì không nên áp dụng phương pháp tôi nào. Đối với những chi tiết mà có hình dáng phức tạp mấy em, người ta không nên áp dụng phương pháp tôi trong một môi trường. Lý do vì sao? Vì tôi trong một môi trường á, đây là mình chỉ nhúng trong một môi trường thôi ha, ví dụ như đây nè, nhúng trong một môi trường thôi, thì cái phương pháp này á, nó có cái hay là gì mấy em, nó dễ làm, phổ biến dễ làm, nhưng cái dở của nó là gì mấy em, do nhúng trong một môi trường á, nó nguội nhanh á, dẫn đến là gì, nó dễ bị cong vênh. À, nó dễ bị cong vênh, đây dễ bị cong vênh, bị nứt chi tiết mình, nó nguội nhanh quá nó nứt. À, đó cho nên những chi tiết phức tạp là những chi tiết mà nó có ngóc cạnh, góc cạnh đồ tùm lum hết đó, thì nó rất là dễ bị co giật khi mà nó nguội á, thì nó dễ bị nứt lắm. À, cho nên là người ta thường không, đối với những chi tiết phức tạp người ta thường không tôi trong một môi trường ha, người ta có thể tôi trong hai môi trường hoặc là tôi phân cấp tôi đẳng nhiệt gì đó. Rồi sau khi nung nóng thép đã tôi ở nhiệt độ 80 đến 200 độ C, ứng suất dư và cơ tính thay đổi như thế nào? À, thì cái này mình sẽ xem nha. Lúc tôi á, 80 đến 200 độ C. Thì thông thường á, tôi á, nung nhiệt độ nó cao nha mấy em. Cái này nó nung 80 đến 200 độ C thì nó chưa chưa ảnh hưởng nhiều, ứng suất giảm ít nè, độ cứng chưa thay đổi nè, nó thấy chưa,
Đó thì thường là tôi người ta nung nung nhiệt độ lên tới trên trên A1 á, lên tới trên 727 độ C á. Đó thì nó mới thay đổi nhiều, còn tầm mới có 80 cho đến 200 độ C này giống như ủ thôi, thì nó chỉ giảm ứng sức thôi, độ cứng nó cũng chưa thay đổi nhiều rồi. Nên những câu này là phải để ý nè, những câu này hay sai nè. Thép carbon mà có hàm lượng carbon là 0,4%, để dễ gia công cắt gọt áp dụng phương pháp gì? À, đối với thép 0,4% á, là thép chứa cùng tích nè mấy em, thì thường người ta sẽ ủ ha, ủ đi cho nó mềm ra, và cụ thể đó là ủ hoàn toàn thép chứa cùng tích nè, thấy không, ủ hoàn toàn, ủ hoàn toàn áp dụng cho thép nào? Thép chứa cùng tích đây, đó là cái mấu chốt. Thép carbon mà hàm lượng carbon là 0,2% mấy em, để dễ gia công cắt gọn, người ta thường dùng là thường hóa. À, ở đây mấy em lưu ý này nha, thường hóa nè, mình học cái điểm lý thuyết cái chỗ này nè, điểm lý thuyết ngay những lúc thường hóa thì đây, mục đích của thường hóa để đạt độ cứng thích hợp đối với thép carbon mà thấp, tức là những thép carbon mà hàm lượng carbon nó nhỏ hơn 0,25% nè em, thì những loại thép này á nó mềm lắm em, nó hàm lượng carbon nó thấp nè, cho nên nó mềm đó, thì nó dẻo nè, nó mềm nó dẻo đó, phôi nó khó gãy, coi có gãy nó quấn vào dao ha, cho nên là khi mình gia công á nó sẽ làm cho bề mặt chi tiết mình nó bị cào xước, tức là chất lượng bề mặt chi tiết mình nó kém đó, hoặc có thể gây nguy hiểm em. Nếu mà em có đứng máy rồi mà em sẽ biết ha, cái phôi nó không có gãy, người ta gọi là phôi dây á, nó quấn quấn nguyên cục này, rất là nguy hiểm, bén lắm như dao lam vậy đó em ha, quất nhiều 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 bạn bị đứng máy bị rồi, có nghĩa là gì, cái phôi nó bén nhưng mình gỡ không khéo á, quất vô áo là rách áo, mà quất vô tay là đứt tay, ghê lắm nha. Cho nên là gì, đây những cái thép mà có hàm lượng carbon thấp, cụ thể là nhỏ hơn 0,25%, thì thường người ta dùng thường hóa. Thường hóa này là gì, giống như nó tăng nhẹ độ cứng lại một tí em, tăng nhẹ thôi nhiều đó, thì giúp lúc đó thì nó sẽ dễ gia công hơn. Mềm quá cũng khó gia công nha, mềm quá nó cà nhầy rất là khó gia công, cứng quá cũng khó gia công, mà mềm quá cũng khó gia công nha, độ cứng vừa phải thì gia công nó dễ hơn. Đây mình thấy không, thằng này là 0,2 là nhỏ 0,25 nè đó, nhiều bạn dễ làm câu này nha, tại vì 0,2 này á nó là nó thuộc cái nhóm thép trước cùng tích, mà nhóm thép trước cùng tích thường là mình dùng là ủ đúng không, ủ hoàn toàn đúng không đó, nhưng lưu ý là gì, cái đây là hàm lượng carbon nó nhỏ hơn 0,25 nữa nè đó, thì mình không nên ủ tại vì nó mềm quá, mình thường hóa nha. Tôi trong hai môi trường thì làm tốc độ làm nguội môi trường thứ nhất nó lơ sẽ lớn hơn môi trường thứ hai. À, đây nó nằm ở cái chỗ này nha, đây tôi trong hai môi trường nè đó, thì thông thường á môi trường thứ nhất người ta sử dụng tốc độ đây nè, môi trường thứ nhất á người ta sẽ dùng gọi là môi trường tôi mạnh, ví dụ như nước hay là nước pha muối đó, đến gần cái điểm mắt tinh xích nè người ta sẽ nhúng vào môi trường thứ hai đó, mà môi trường thứ hai thường là nó sẽ yếu hơn, tốc độ nguội nó giảm hơn, tốc độ nguội giảm hơn. Đây em nhìn vô cái biểu đồ này em cũng có thể thấy nè, cái đường này nè, khúc đầu nè, môi trường một nó chúi hơn nè, tức là nó độ dốc nó nhiều hơn nè, này nó lại hơn nè. Vì sao nó làm vậy em? Tại vì môi trường thứ nhất á, nó nguội nhanh, môi trường thứ hai nó nguội giảm lại, nguội chậm lại một tí để nó đỡ nứt, tránh được nứt nẻ nó cong vênh đó. Cho nên cái câu này nó hỏi là gì, cái ý nó là gì, tốc độ nguội của môi trường thứ nhất nó sẽ lớn hơn tốc độ nguội của môi trường thứ hai đó, cái ý nó nói vậy thôi. So với phương pháp ủ, thường hóa có tính kinh tế hơn vì sao? À, so với ủ á, thường hóa nó có tính kinh tế hơn vì vậy nè mấy em, vì thường hóa là mình nung nóng chi tiết của mình đúng không, rồi mình giữ nhiệt xong mình đem ra chi tiết ra khỏi lò đúng không, mình để trên nền xưởng trên sân đó, nó tự nguội trong không khí đó. Như vậy là mình cái lò mình trống ra rồi, mình sẽ làm được cái mẻ thứ hai đúng chưa, còn ủ á, thì nó sẽ để trong lò luôn, tức là nó chiếm diện tích lò, mình không thể không làm mẻ kế tiếp được đúng không, mình không làm thêm cái phần kế tiếp được đó, mình phải đợi cho nó nguội cùng với lò, sau khi xong rồi mình mới lấy chi tiết ra đó, cho nên là gì, nó tốn thời gian đó, đây thời gian nhiệt luyện ít hơn
do không phải nguội cùng với lò và cơ tính của chi tiết sau khi thường hóa cũng tốt hơn. Rồi tại sao câu B sai mấy em? Thời gian nhiệt luyện nhiều hơn do không phải làm nguội cùng với lò. Không phải con này sai là nhiều hơn là sai nè. Sai chỗ này. Nhiệt độ nung thường hóa tốt hơn ủ. Nhiệt độ nung thường hóa không phải. Rồi, câu số 41 em. Tôi tự ram là gì? Tôi tự ram là mình có học rồi đó, là giống như là mình nung nóng toàn bộ chi tiết rồi mình nhúng một phần nào đó. Cái phần còn lại nó sẽ đang còn nóng, nó sẽ truyền nhiệt trở lại đây nè. Là làm nguội phần đầu cứng trong thời gian nhất định. Để được tổ tiết martensit, phần còn lại nó vẫn còn nóng và khi đó cái phần đã nguội nó được ram trở lại, nó truyền nhiệt qua cái phần nóng, nó truyền nhiệt qua lại cái phần nguội á, nó được ram trở lại. Đó. Cái này dễ mà đúng không? Phần này câu này dễ. Trong các thông số đặc trưng cho nhiệt liền, thông số nào ít quan trọng? Ủa câu này giống câu trên đó vậy, chính là tốc độ nung. Tôi bộ phận là gì? Tôi bộ phận là mình có thể là tôi một phần nào đó của chi tiết thôi. Đây, tôi một phần của chi tiết nè. Tôi một bộ phận cần thiết nào đó của chi tiết nè, đúng luôn nè. Khi tôi có thể nung nóng toàn bộ chi tiết rồi làm nguội nhanh một bộ phận nào đó. Hay nói chung là tất cả đều đúng nè. Đây à, tất cả đều đúng. Ủ kết tinh lại áp dụng cho loại thép nào? Ủ kết tinh lại à. Thì cái này nó nằm ở trong lý thuyết nha. Thường là áp dụng cho thép đã qua biến dạng nguội nha mấy em. Đó. Tại vì những cái thép qua biến dạng nguội, ví dụ như là mình có thanh thép mình uống nó uống cong đó ha, thì nó sẽ gọi là bị biến cứng cái bề mặt đó, cái chỗ những cái chỗ cong đó, nó sẽ thường là nó bị biến cứng, nó chai cứng đó. Thì thường người ta những cái chỗ đó nó dễ xuất hiện những cái vết nứt tế vi, trong quá trình làm việc nó sẽ nứt rộng ra và nó sẽ gãy chi tiết mình, thì thường người ta sẽ ủ kết tinh lại ha. Để chỗ đó nó dẻo lại một chút á. Rồi. Thép carbon mà hàm lượng carbon là 0.9%, tức là thép sao cục tích đó mẹ mà. Thép sao cục tích để dễ dàng không cắt gọt, cực áp dụng phương pháp nhiệt liền nào. Thép sao cục tích thì mình dùng ủ không hoàn toàn nè. Ủ không hoàn toàn. Thép trước cục tích thường người ta sẽ ủ hoàn toàn, nhớ không? Nhớ cái ý này nha. Sau cùng tích thường người ta sẽ ủ không hoàn toàn. Đó là phía sau này nè mấy em. Đó phía sau này. Đó, cái này thì phải học bài một chút. Thép carbon mà hàm lượng carbon là 1.2%, 1.2% là thép sau cùng tích. Để làm mất lưới xem tích 2 cần áp dụng cứ làm mất lưới xem tích 2 là mình sẽ dùng thường hóa. Đây nè mấy em. Lúc mà mình học thường hóa đây. Nè. Mục đích của thường hóa là làm mất lưới cementite 2, tránh dây giòn cho thép. Nghĩa là sao mấy em? Ví dụ này nè, ta có cái mẫu thép nha, nó có cái lưới cementite, người ta gọi là lưới cementite cái màu trắng trắng này nè. Đó, thấy chưa? Thì khi mà mình thường hóa thì cái màu trắng trắng này nè, em thấy nó bị tóp lại, nó bị teo lại, gần như là nó thu hẹp lại. Đó, thì những cái thằng màu trắng trắng này nó làm cho thép mình dễ giòn, dễ bị gãy. Ví dụ lực tác dụng nó đẩy nó trượt, nó gãy luôn. Thì khi thằng này nó khi mình thường hóa thì cái những cái lưới xem tích 2 này nó sẽ gọi là bị mất đi ha, mất đi như này đó. Thì nó sẽ tránh gây giòn cho thép của mình. Khi chi tiết có độ cứng thấp mà muốn tăng độ cứng thì mình sẽ tôi này dễ. Khi chi tiết có độ cứng cao muốn giảm thì sẽ ủ đó. Mục đích chính của quá trình ram thép là gì? Khử một phần ứng sức sinh ra khi sau khi tôi, do đó độ cứng giảm đi một phần. Tại sao câu B sai mấy em? Tăng độ cứng là sai nè ha. Ram là thường nó giảm độ cứng chứ không có tăng nha. Tăng độ dẻo dai tăng độ dẻo, tăng độ dẻo, tăng độ dẻo thì coi như là cái ý này cũng hơi đúng đúng. Là về thường ram là nó nâng độ dẻo lên một tí thôi, không nhiều. Tăng độ bền thì câu này nó cũng có ý khúc đầu này hơi đúng thôi, khúc sau này chưa đúng, tất cả đều đúng. Như vậy là chỉ có câu
Câu A là đúng nhất nè, khử một phần ngân sức sinh ra sau khi tôi, do đó độ cứng nó cũng giảm đi một phần. Đúng rồi. Hãy chọn phương pháp đo độ cứng phù hợp cho một chi tiết bằng thép thì thường dùng HRC nha, thép thì dùng HRC. Phương pháp nhiệt luyện lò xo. Nhiệt luyện lò xo thì lúc mình học các cái thép lò xo đó, người ta có nói đó, tức là tôi cộng với ram trung bình. Tại vì sao mấy em? Lò xo nó yêu cầu là độ cứng là một nè, yêu cầu nó đàn hồi tốt là hai nè, và nó phải chịu được va đập. Em thấy lò xo khi nó nhúng nó va đập rất là dữ. Nó cứng quá thì độ đàn hồi nó tốt, nhưng mà nó va đập không được. Cứng quá thì độ đàn hồi nó tốt ha, nhưng mà nó va đập nó dở, nó gãy liền. Đó, cho nên là gì, cần ram trung bình. Đó, những câu này thì mấy em nên học thuộc lại ha. Những câu này nên học thuộc, không nó hay dễ bị sai. Nung thép đã tôi ở nhiệt độ mà nhỏ hơn 80 độ C thì, nếu mà nhỏ hơn 80 độ C thì cũng nhiệt độ khá là nhỏ, đối với sắt thép nó khá là nhỏ, chưa có chuyển biến gì xảy ra. 80 độ C thì nước nó chưa sôi nữa mà, chưa có chuyển biến gì xảy ra. Biến dạng và nứt thường xảy ra ở phương pháp nhiệt luyện nào, chính là tôi mấy em. Tôi do nó nguội nhanh quá dẫn đến là gì, nó bị co rút. Nó nguội nhanh quá nó dễ bị co rút thì dẫn đến nó dễ bị nứt hoặc là cong vênh. Thép làm dao cắt sau khi tôi phải nhiệt luyện gì, thường là ram thấp. Cái này thì mình học ở trong cái phần ram đâu rồi, thì em nên xem lại những câu này nè, đó là những cái câu hay lộn đó. Đây nè, lúc mình học ram nè, đây nè đó, ví dụ ram thì thường đối với ram thấp nè mấy em đó, thì thường người ta dùng cho các cái loại dao cắt. Rồi ram thấp áp dụng cho các chi tiết nào, ví dụ dao cắt nè, đây nó có nhìn, nó vừa mới chỗ này nói nè mấy em, đây là nè, dao cắt là một nè, khuôn dập nguội cũng được nè, hoặc là vòng bi gì đó vân vân đó, thì những câu này thì nên học thuộc nè đó, những câu này thì bắt buộc phải học thuộc thì mới nhớ mấy em đó. Mấy em đánh dấu vô nha, những câu này nên học thuộc thì mới nhớ được. Dao cắt nè, khuôn dập nguội nè đó, bánh răng cũng được nè, hoặc chụp cũng được nè. Với khuôn dập nóng sau khi tôi phải nhiệt luyện gì, khuôn dập nóng thì mình sẽ ram trung bình nè. Đây ram trung bình nè, lúc mình học ram trung bình nè mấy em, đây khuôn dập nóng nè đó. Bây giờ ram trung bình là sao, là mình nung nhiệt độ khoảng là 300 cho đến 450 độ C nè đó. Còn ram thấp là mình nung nhiệt độ thấp hơn, khoảng là 150 đến 250 thôi đó. Thì cái này mấy em phải học lý thuyết một chút thì mới nhớ được. Và nhân tiện đây nói luôn ram cao nè, ram cao thì mình nung nhiệt độ cao hơn, khoảng là 500 cho đến 650 độ C nè đó. Thì nhiệt độ mình nung càng cao mấy em thì cái độ cứng mình nó càng giảm nhiều nè, độ cứng càng giảm nhiều và độ cứng đạt được cuối cùng nó cũng càng thấp. Mấy em thấy không, ram cao thì độ cứng nó thấp, nó còn chỉ khoảng là 30 đến 35 thôi. Còn ram trung bình mình nung nhiệt độ nó ít hơn cho nên độ cứng nó còn cao cao hơn chút, là 40 đến 45 HRC nè. Còn ram thấp mình nung nhẹ cho nên độ cứng nó cũng còn cao nè đó. Cho nên tùy thuộc vào cái chi tiết của mình đó, nó yêu cầu là độ cứng cao hay là nó chịu va đập gì đó, thì căn cứ vào đó để mình chọn cái phương pháp ram cho nó thích hợp. Rồi bánh răng thì sau khi thường người ta sẽ ram, sau khi tôi thường người ta sẽ ram cao bánh răng. Đây nè, bánh răng thường người ta sẽ ram cao nè mấy em. Mấy câu này mấy em học bài thì mới nhớ được. Chụp bánh răng bằng thép carbon thấp sau khi gia công cần nhiệt luyện gì? Đối với những cái loại mà hàm lượng carbon thấp nè mấy em, nhỏ 0.25% nè, thì thường người ta sẽ thấm carbon nha mấy em. Tại vì sao? Chụp bánh răng á, nó tùy thuộc vào chi tiết nữa nha mấy em. Ví dụ như chụp bánh răng thì yêu cầu là gì, khi làm việc á, bề mặt ngoài nó yêu cầu cứng nè, ví dụ bánh răng này đó, có phải là khi làm việc các cái răng nó ăn khớp với nhau, tức là nó chà sát lẫn nhau đó, dẫn đến là gì, yêu cầu là bề mặt răng nó phải cứng. Thấy à, nhưng yêu cầu trong cái lõi nó phải hơi mềm một chút để chi nó chịu được va đập, nó không có gãy. Các cái răng mình nó mỏng em ha, nó cứng quá, nó giòn quá, mình đụng cái là nó dễ bị gãy liền, giòn quá gãy liền. Cho nên là gì, cần độ cứng cũng có nè, nhưng mà trong ruột thì cần nó mềm mềm một chút đó. Cho nên thường người ta sẽ thấm carbon,
thấm carbon là sao? Người ta sẽ lấy thép mà nó có hàm lượng carbon thấp, sau đó người ta thấm ha, thấm để cho cái lớp bề mặt đó, ha, nó sẽ nhiều carbon lên. Mà thông thường cái lớp bề mặt nó nhiều carbon lên thì sao, nó sẽ độ cứng nó sẽ tăng lên một chút ha. Đó. Dạng sai hỏng nào sau đây không được, không khắc phục được, chính là nứt ha. Nứt coi như nứt nó gãy hơi thua ha, dục chi tiết mình luôn á. Phương pháp tôi nào dễ cơ khí hóa tự động hóa chính là tôi trong một môi trường. Đây là phương pháp đơn giản nhất ha, và dễ làm nhất. Mục đích của tôi thép là gì? Mục đích của thép thép chủ yếu là để nâng cao độ cứng. Đây nâng cao độ cứng và tăng độ bền. Đó. Ở đây câu B nâng cao độ cứng không? Tăng độ bền. Tăng sức chịu. Nếu như nó có cái câu tất cả đều đúng thì ok hơn mấy em ha. Đây nó có câu này thì đúng nhất ha, nâng cao độ cứng và độ bền. Nếu như mà có thêm cái câu là tất cả các ý trên này đều đúng thì cũng ok luôn. Rồi. Nhiệt luyện thép là khâu gia công vật liệu thép bằng nhiệt nhằm tác dụng gì? Nhiệt luyện thép à? Cải thiện tính công nghệ của thép. À, cải thiện tính công nghệ nghĩa là sao? Là ví dụ như dễ cắt gọt đó mấy em, thép nó cứng quá mình không thể cắt được, mình ủ cho nó mềm đó, là tức là người ta gọi là cải thiện tính công nghệ đó. À, nhiều bạn đọc cái từ này không không hiểu cải thiện tính công nghệ nghĩa là gì. Ý người ta là cải thiện tính công nghệ có nghĩa là cái chi tiết đó, cái loại thép đó à, nó cứng quá mình không thể khoan, không thể tiện được, thì mình có thể ủ ha, đặc thường hóa để cho nó mềm lại một chút rồi người ta sẽ khoan khoét gì đó. À, thì ta gọi là tính công nghệ, cải thiện tính công nghệ, tăng độ bền, độ cứng là ok luôn rồi, tăng tính chống mài mòn của thép đúng luôn đó. Như vậy là câu tất cả các câu đều đúng là đúng rồi. Sơ đồ nhiệt luyện như hình bên dưới là loại hình nhiệt luyện gì? Cái này chính là ủ cầu hóa nha mấy em. Ủ cầu hóa là sao? Đây ôn tập lại một tí nè. À, nằm ở cái mục ủ nha mấy em. Đây ủ cầu, đây ủ cầu hóa là một dạng ủ đặc biệt của ủ không hoàn toàn, cái ủ không hoàn toàn đó. Và cái cách người ta làm như này nữa em, người ta sẽ nung nhiệt độ lên lên trên đường A1 một chút. Đường A1 đây là đường Đức 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 này, 727 độ C nè, ta nung trên đường A1 một chút khoảng là 750 đến 770 độ này. Xong ta giữ nhiệt một khoảng thời gian, xong ta hạ xuống dưới A1 nha, dưới A1 khoảng là 650 đến 680 nè, ta giữ nhiệt khoảng thời gian và coi như đây là một chu kỳ nè, một cái T nè. Sau đó người ta cứ lặp lui lặp tới như vậy ha, nhiều lần. Đó, mục đích để làm gì em, lặp lại nhiều lần nè, làm gì? À, sẽ làm như vậy nó sẽ cầu hóa được cementit của Bedlick. À, cầu hóa cementit của Bedlick cho nên người ta lấy cái tên là ủ cầu hóa ha, ủ cầu hóa nè. Nên đây là cái sơ đồ của ủ cầu hóa, nó cũng là một phần của ủ không hoàn toàn đó ha. Đó, một phần của ủ không hoàn toàn. Nếu như không có câu C mình có thể chọn câu B được ha, ủ không hoàn toàn cũng được. Câu C là con của câu B á. Tiếp theo mấy em, câu 64 nè. Sơ đồ nhiệt luyện như hình bên dưới, đây là loại nhiệt luyện gì? À, ở đây mấy em lưu ý nè, dễ. Mình nhìn vô cái từ khóa này mấy em là không khí tĩnh nè. Mình thấy làm nguội trong không khí tĩnh chính là thường hóa. Và mình nung lên, nung nhiệt độ lên 100% austenite. 100% austenite cũng chính là thường hóa đây. Đây thường hóa là gì? Nung thép đến trạng thái hoàn toàn austenite này. Hoàn toàn austenite tức là 100% austenite đó. Đó, và cái từ khóa là nguội trong không khí tĩnh đó. Nguội trong không khí tĩnh chính là thường hóa. Cho biết ý nghĩa của hình vẽ bên dưới, đây là làm mất lưới cementit à, ngay chỗ thường hóa nãy vừa mới nói đây. Thép mà có lưới cementit thì nó dễ gây giòn thép, cho nên người ta sẽ thường hóa. Đây thường hóa làm mất lưới cementit để tránh gây giòn cho thép. Đó. Cho biết ý nghĩa của hình vẽ bên dưới đây. Đây là sơ đồ gọi là các cái loại hình, các cái loại tôi ha, tôi trong một môi trường, hai môi trường, tôi phân cấp, tôi đẳng nhiệt ha, các cái phương pháp tôi này. Đó, mấy câu này thì dễ quá trời. Cho biết đường V3 là kiểu tôi gì? Đường V3 đường này nè em, đây là tôi phân cấp nhà, tôi phân cấp đó, thì cái này mình phải học lý thuyết một chút thì mới biết được. Rồi như vậy là mình đã vừa ôn tập xong cái chương số 7 nha em.
Đó.